Đố anh bếp trưởng làm được một món mồi bén từ rau. Có ngay. Thử thách này tôi chấp nhận nha. Vào bếp. Kêu các bạn comment challenge mình món xào mà lại đòi xào món gì nhậu phải ngon à? Ok, thử thách này tôi cân được. Một món nhậu rất độc đáo là rau bò khai xào lợn gác bếp, đảm bảo sẽ là những món mồi siêu bén mà mình cá là ai cũng sẽ thích. Và hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cách làm gọn gàng nhất để ai xem xong clip cũng có thể làm được nhá. Rau bò khai thì các bạn sơ chế sạch sẽ. Để sơ chế cái rau bò khai này thì các bạn rất là đơn giản đó, các bạn chỉ bẻ cái phần này cho vừa ăn và lấy những cái phần mà non. Đoạn rau già này thì mình sẽ không lấy các bạn này, khi mà bẻ mà ra cái già này nó có nhiều gân sơ á. Đó, mình sẽ loại bỏ phần này, chỉ lấy cái phần non, bẻ một cái là nó giòn nó gãy ngay. Đó. Chọn rau non như này thì ăn nó sẽ ngon hơn, giòn hơn và cảm giác nó sẽ tươi, giòn hơn rất nhiều. Sau đó là thái thịt lợn gác bếp thành các miếng mỏng. Lợn gác bếp đây các bạn ạ, 1/3 chỉ thì cái phần mỡ này mình tiết ra, mình sẽ để phi tỏi và xáo rau rất là thơm. Tỏi thì mình đập dập ra và đấy, thế là xong phần chuẩn bị rồi, rất nhanh và gọn luôn. Với món thịt lợn gác bếp này thì mình xào thịt heo trước để phần mỡ heo tiết ra. Trong món ăn này thì nguyên liệu rau là loại thân cứng, giòn và dày, nên để món ăn đậm đà ngấm vị thì mình vẫn luôn sử dụng hạt nêm cần no cho những món ăn như thế này. Hương vị hạt nêm cần no thì ai cũng biết là đậm đà thế nào, và thứ hai là nó thấm vị rất nhanh. Đây chính là món mồi bén và cũng độc đáo trong cả hình thức lẫn hương vị. Với cách làm nhanh gọn này thì mình nghĩ ai cũng sẽ có thể làm thành công món này sau khi xem clip đấy. Rau bò khai xào với thịt lợn gác bếp xong rồi, mời các bạn nhé. Các bạn muốn tiếp tục thử thách món gì nữa thì để lại comment phía bên dưới nhé. Chúc các bạn ngon miệng. Một muỗng xào chuẩn ngon.